Đang quay cho anh em con bạc má, một trong các con bạc má có cái giọng bắt cô chói cột để anh em vừa nghe xong. Đang quay ở trong nhà, bây giờ sẽ ra ngoài để mà cho anh em xem rõ cái bóng bộ của nó nhá. Con này rất là đẹp, là mình trèo lên cái thang này. Đây, anh em nhìn này, rõ mặt mũi nó nhá, lông đuôi đang ra, lông đuôi đang ra mấy cái dài dài. Cảm ơn anh em xem video của Chim Cảnh Đất Việt. Anh em có nhu cầu liên hệ với Chim Cảnh Đất Việt nhé, theo số điện thoại 0944 114410 hoặc 0908 070 555. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video này.